Chào mừng quý vị và các bác đã đến với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Đây là kênh video lập ra nhằm chia sẻ khám phá về hoa lan, kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chơi, chăm sóc hoa lan. Rất mong quý vị và các bác ủng hộ đăng ký kênh, ấn vào nút thích video và thầy hay xin chia sẻ cho mọi người cùng xem. Kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình xin trân trọng cảm ơn. Vâng, em xin mến chào các bác yêu hoa lan trên toàn quốc. Thưa các bác ấy, thì cái video này hôm nay em xin chia sẻ cũng như là hướng dẫn đến với các bác một cái cách làm cho cái bộ lá của cái cây lan kiếm là nó bóng cũng như là sạch đẹp nhất. Cái video này thì cách đây một năm về trước thì em cũng đã làm rồi, nhưng mà chắc là do cái video nó chìm xuống dưới thì thể theo cái nguyện vọng của một số bác mà mới gọi điện cho em đấy yêu cầu, thì hôm nay em xin làm lại nhé. Thì cũng xin trao đổi với các bác ý, là trên mạng thì em cũng có xem qua một số những các video của một số những các cái kênh khác ấy, thì người ta hướng dẫn là làm sạch cái bộ lá này bằng những các cái hóa chất hoặc là bằng những các cái quả chanh. Thì thực ra mà nói là với em thì em thấy là nó không an toàn, vì chúng ta đã sử dụng những các cái hóa chất này, rồi sử dụng những các cái vỏ quả chanh mà để xoa lên những các cái lá này thì cái hàm lượng axit của nó rất là lớn. Thì một cái chậu lan kiếm thì trong cái quá trình mà chơi cũng như là chăm sóc rồi tưới nước thì thứ nhất là những các cái phân tồn dư, cái thứ hai nữa là những các cái canxi ở trong nước ấy, thì nó bám lên trên cái bộ lá của chúng ta, nó sẽ gây mất thẩm mỹ và nó cũng gây cho cái bộ lá của cái chậu lan kiếm của chúng ta là cái mức độ quang hợp nó kém. Mà nó kém thì sự phát triển của nó sẽ chậm đi. Thì hôm nay em xin chia sẻ với các bác hai cách nhé. Hai cách để cho làm cho cái bộ lá của cái chậu lan kiếm của chúng ta nó đẹp nhất và không ảnh hưởng gì đến cây, mà nó lại là một cái hình thức chăm sóc cái chậu lan kiếm của chúng ta một cách trực tiếp và tốt nhất. Đây, thế thì em xin chia sẻ với các bác này. Ở nhà các bác thì các bác đã mua cái sản phẩm dịch chuối của Quốc Tư rồi. Cái này là cái mà giúp cho cây lan phục hồi rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là các bác đã mua cái phân siêu hữu cơ này. Thế thì các bác có thể sử dụng một trong hai cái sản phẩm này. Các bác hòa với nước 50-50 hoặc là một phần thuốc, hai phần nước hòa vào một cái bát hoặc một cái gì đó. Sau đó là các bác sẽ dùng một cái rẻ mềm như em dùng cái rẻ như này, là em nhẹ nhàng lau sạch cái mặt trước. Tức là ta tẩm thuốc đấy, ta nhúng vào thuốc và ta nhẫn nha, ta lau sạch mặt trên cũng như là mặt dưới của cái lá, và chúng ta lau toàn bộ những các cái lá của chậu lan kiếm. Sau khi mà chúng ta lau xong hết rồi thì chúng ta dùng cái bình xịt nước, chúng ta dùng nước trắng và chúng ta để ở cái chế độ phun sương rất là nhỏ, chúng ta chỉ cần phun sương nó đi một lượt thôi, mặt trước và mặt sau, để cho nó bám vào lá và cho nó trôi bớt xuống dưới gốc. Như vậy là đã được rồi. Và em thì em cam kết với các bác rằng các bác chỉ làm có hai lần thôi thì cái chậu lan kiếm của các bác là lá nó bóng mượt và cây thì phát triển rất là tốt. Còn lại thì em có xem ở trên mạng ấy, một số người là hướng dẫn các bác là dùng các cái chất hóa học hoặc là dùng các cái quả chanh cắt đôi nó ra rồi để lau vào
và tẩy rửa nó vào. Thế thì cái hàm lượng axit của nó rất là cao, rồi là cái những các cái chất hóa học nó sẽ trôi xuống dưới gốc và nó sẽ làm ảnh hưởng rất là lớn đến cái cây lan của chúng ta, có thể nó làm chậm phát triển đi đấy các bác. Và các bác yên tâm là sử dụng theo cái phương cách mà em vừa hướng dẫn với các bác, thì cái thứ nhất là nó đảm bảo cho cái cây lan của chúng ta một cái cách rất là an toàn, và cái thứ hai nữa là nó vô tình nó là một cái hình thức mà chúng ta trực tiếp chăm sóc cái chậu lan của chúng ta bằng những các cái chất dinh dưỡng, bằng những các cái chất dinh dưỡng mà chúng ta đang có. Người khác người ta dùng hóa chất ý, và dùng chanh người ta cọ sát nó vào ấy, thì có thể là chỉ qua một lần thôi là cái bộ lá nó đã sạch. Nhưng mà với em thì em hướng dẫn các bác là chúng ta nhẹ nhàng lau. Lần thứ nhất nó chưa sạch thì lần thứ hai nó sẽ sạch. Đấy. Và ở trong cái dịch chuối này thì nó cũng có một cái hàm lượng axit hữu cơ rất là nhỏ. Đấy. Và cái siêu hữu cơ này cũng vậy, và nó có những các cái chất tạo cho cái lá rất là bóng, và nó có chất dinh dưỡng nữa, thế thì nó rất là tuyệt vời để giúp cho các bác có một cái chậu lan đẹp. Và khi mà cái chậu lan của chúng ta nó đã có một cái bộ lá sạch thì cái mức độ quang hợp của nó rất là tốt. Mà quang hợp tốt thì cây nó sẽ phát triển nhanh thôi. Thì qua đây em cũng xin kể lại cho các bác nghe một cái câu chuyện là ngày xưa ấy, cách đây khoảng 5 năm về trước ấy, thì em có thấy một số những các cái bác già mà lớn tuổi rồi đấy. Thế thì bác ấy cứ ngồi bác ấy lau những các cái bộ lá. Thì thú thực với các bác, ngày xưa em chưa chơi thì em cũng cảm thấy nó có một cái gì đó nó không phù hợp lắm với mình, và còn buông những các cái lời nói không hay lắm với những các cái cụ như vậy, mặc dù là chỉ nói đằng sau thôi các bạn. Nhưng mà khi mà đến bây giờ mà chúng ta bước vào chơi lan, chơi trà, chơi một số những các cái cây thì chúng ta mới hiểu được và mới biết rằng cái việc mà giữ gìn cái bộ lá cũng như là chăm sóc cho nó để cho nó luôn sạch đẹp, nó quang hợp tốt và nó phát triển mạnh thì lại là một cái vấn đề đặc biệt quan trọng trong cái việc mà chơi lan. Đấy là cái mà cách làm thủ công các bác nha. Còn bây giờ em xin hướng dẫn các bác là cái cách thứ hai. Cái cách thứ hai này thì dành cho những bác mà có nhiều những các cái chậu lan, hay còn gọi là có thể là có cả một cái vườn lan ấy, mà bây giờ chúng ta muốn là cho nó bóng. Cái thứ hai nữa là cũng thông qua cái này thì có thể diệt được những các cái một số những các cái con dẹp, con sâu, các cái con côn trùng ở trong cái vườn lan của chúng ta. Thì em xin giới thiệu nhé, cái sản phẩm này thì em không bán, nhưng mà em học hỏi được và biết được cái sản phẩm này là cái sản phẩm SK này. Nó là một cái diện là thuốc trừ sâu, nó diệt được một loạt những các cái loại côn trùng khác. Đấy nha các bác, xem cái nhãn hiệu của nó này. Nhưng mà nó có một cái tác dụng ấy, nó có một cái tác dụng là tạo bóng cho toàn bộ cái vườn lan của chúng ta, tạo bóng lá cho toàn bộ cái vườn lan của chúng ta chỉ sau có một lần phun thôi nha. Đấy là đối với những các cái vườn lan có cái số lượng lớn thì chúng ta vừa tạo cho nó một cái độ bóng lá, và cái thứ hai nữa là lại thông qua đó lại diệt được một loạt những các cái sâu hoặc các cái côn trùng dẹp nhện đỏ
hoặc là những các cái con cầu cào, những các cái con khác rất là hiệu quả và tuyệt vời các bác. Vâng, thì cũng xin thưa với các bác là hôm nay thì em vừa chia sẻ với các bác là hai cái cách để làm cho một cái chậu lan của chúng ta nó bóng lá cũng như là sạch sẽ và đẹp nhất. Và nó sạch như thế này rồi thì cái việc mà chống lại nấm khuẩn, nấm bệnh thì nó rất là hiệu quả, đúng không ạ? Thôi vậy bây giờ cũng đã video cũng đã dài rồi. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video sau. Vì cái video sau thì em xin hướng dẫn các bác là cái cách ấy, cái cách mà trị sên hiệu quả nhất. Vì cái con sên ấy là cái con mà nó mình cảm tưởng nó rất đơn giản nhưng mà nó lại phá hoại cái vườn lan của chúng ta rất là lớn. Thì cái video sau em sẽ chia sẻ với các bác là cái video mà cách trị sên hiệu quả nhất cho vườn lan. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau ạ.